chào đón sở diễn nghệ thuật Giải cứu gây xa lần đầu tiên tại sân vua Hạ Long, ngay tại nhà hát Asahi từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần, nơi quy tụ những nhân vật huyền thoại của kiếm đạo Nhật Bản. Nàng gây xa xinh đẹp, ninja bí hiểm, samurai dũng mãnh, được dàn dựng công phu từ kịch bản tới trang phục, ly kỳ, hấp dẫn, hung tráng, bùng nổ. Màn đồng diễn do sơ coi uyển chuyển, tiếng trống tay cồ dồn dập. Show diễn Giải cứu gây xa diễn ra tại nhà hát Asahi từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Sự kiện đặc biệt không thể bỏ lỡ tại sân vua Hạ Long.